Và ở đây thì mình đang có một cái chiếc khẩu trang, nó đến từ LG. Và đây là chiếc LG Puricare, một trong chiếc khẩu trang y tế có mức giá nó sẽ lên đến rơi vào khoảng là 3,5 triệu đồng. Vậy thì một chiếc khẩu trang có mức giá nó cao như vậy thì nó sẽ có những cái thứ gì và nó có thực sự là xứng đáng so với số tiền đó mà các bạn bỏ ra hay không? Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái chiếc khẩu trang này nhé. Và rồi, đây chính là chiếc khẩu trang LG Puricare mà mình đã lấy nó ra khỏi hộp. Cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà nhìn vào cái sản phẩm này đó là nhìn nó có cảm giác thực sự rất là cao cấp. Ở phía bên ngoài thì nó sẽ có cái thiết kế bằng nhựa trắng và đây là nhựa nhám. Sờ vào các bạn sẽ cảm thấy rất là thích, thực sự rất cứng cáp luôn các bạn nhé. Đồng thời thì mình cảm thấy rằng là cái trọng lượng của chiếc khẩu trang này nó cũng tương đối là nhẹ chứ không quá là nặng như mình cảm nhận khi xem ảnh. Vậy nên mình nghĩ rằng là các bạn đeo cái chiếc khẩu trang này cả ngày thì cũng sẽ không cảm thấy nó quá là khó chịu, quá là gò bó. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể thấy được đó có hai cái nắp được đặt ở phía mặt trước đây. Khi mà các bạn tháo cái nắp này ra thì chúng ta sẽ có thể thấy cái đầu tiên đó là cái tấm lọc không khí được trang bị ở trên cái chiếc khẩu trang này. Nó sẽ có hai tấm ở phía hai bên luôn và nhà sản xuất cũng sẽ tặng kèm cho ta hai tấm này. Nó là hai màng lọc HEPA H13 tương tự như những bộ lọc ở trong các chiếc máy lọc không khí dân dụng. Bộ lọc này có thể ngăn chặn lên đến là 99,95% các chất độc hại như là bụi mịn, virus, vi khuẩn và các chất gây dị ứng. Đồng thời thì khi mà chúng ta tháo cái chiếc nắp này ra, các bạn có thể thấy được cái hệ thống quạt được trang bị ở trên cái chiếc khẩu trang này. Đây, cả hai bên thì nó sẽ đều có. Cái hệ thống quạt này thì nó sẽ hoạt động theo cái cơ chế đó là nó hút cái phần không khí ở phía trước vào. Thì khi mà không khí được hút vào đó thì nó sẽ đi qua những cái tấm lọc đã được trang bị sẵn ở đây. Thì nó sẽ trở thành một cái không khí nó rất là sạch và đưa vào cái phần bên trong này để chúng ta có thể hít thở. Khi mà các bạn thở ra thì cái phần không khí đi ra nó sẽ đi qua cái phần khe ở phía dưới đây. Cái phần khe dưới này thì không phải là lúc nào nó cũng mở mà chỉ khi chúng ta thở thì nó mới có thể mở ra. Và mình cũng rất thích cái kiểu thiết kế và cơ chế hoạt động của chiếc khẩu trang này, bởi vì nếu như các bạn mà bị cận đi ngoài đường trong điều kiện mà trời sương chẳng hạn thì chắc là những ai đeo khẩu trang sẽ đều gặp phải cái tình trạng đó là kính bị mờ. Khi mà chúng ta thở ra thì không khí nó sẽ đẩy lên trên và cái phần sương mù nó sẽ bám hết vào kính, không nhìn thấy bất cứ một cái gì luôn. Những ai bị cận thì chắc chắn là đã từng trải qua cái trường hợp đó rồi. Nên bản thân mình nghĩ rằng kiểu thiết kế của chiếc LG Puricare này nó thực sự rất là thông minh. Ở vị trí này thì chúng ta sẽ có một cái nút bấm dùng để bật và tắt thiết bị cũng như là điều chỉnh cái mức độ lọc không khí của chiếc khẩu trang này. Cái nút bấm này thì nó cũng sẽ được tích hợp đèn LED luôn để biết xem rằng là khi nào chiếc khẩu trang này đang hoạt động và khi nào thì nó tắt. Ở phía bên trong đây thì chúng ta sẽ có một cái màng cao su. Đây là cái cao su y tế và nó có một cái độ đàn hồi, độ co giãn tương đối là tốt. Vậy nên mình nghĩ rằng là dù các bạn có khuôn mặt to hay là bé thì sẽ đều có thể là ốp vừa vào trong cái khuôn này. Bản thân mình khi mà đeo cái chiếc khẩu trang này thì cũng cảm thấy rằng là cái phần ốp này nó ôm tương đối là sát với cái khuôn mặt của chúng ta. Vậy nên những cái phần không khí ở phía bên ngoài mà chưa được lọc thông qua hai cái bộ lọc này thì nó sẽ không thể nào đi vào được. Bên cạnh đó thì ở đây cũng sẽ có thêm một cái lớp màng lọc nữa. Cái lớp màng lọc này thì theo như LG công bố thì nó sẽ có thể sử dụng được trong khoảng là từ 3 ngày. Và trong cái hộp của sản phẩm thì chúng ta sẽ có một bộ là 10 cái. Nên là các bạn có thể luân phiên thay cái tấm màng lọc này cho trường hợp mà nó bị bẩn. Ở bên trong hộp thì chúng ta còn được tặng kèm một sợi cáp A2C để có thể sạc cho thiết bị này, cũng như là một chiếc túi vải trông cực kỳ cao cấp để đựng chiếc khẩu trang này. Ở cái phần ốp cao su này thì nó cũng sẽ có cho chúng ta đó là hai cái đế nhựa để có thể là gài vào. Sau đó thì ở cái phần phía trên này nó sẽ là hai cái phần hút nam châm. Vậy nên là cái phần ốp này thì nó sẽ được ôm rất là chắc chắn vào cái phần khẩu trang này. Hai cái khe ở đây thì nó sẽ là nơi mà không khí sau khi được lọc bởi hai cái quạt ở phía mặt trước nó hút vào thì nó sẽ đi ra đây và nó sẽ cung cấp đến không khí cho chúng ta ở phía bên trong để có thể là hít thở. Bản thân mình thấy rằng thì với cái kiểu thiết kế này thì nó sẽ gần như là đảm bảo chúng ta có một cái lượng không khí hít thở nó tương đối là trong lành, nó lọc gần hết rồi và nó rất là kín nên là không khí ô nhiễm nó sẽ khó thể mà đi vào được. Ở phía hai bên đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái phần dây đeo nó được làm tương đối là co giãn. Vậy nên các bạn không sợ là cái phần khẩu trang này nó sẽ bị chật hay là bị hẹp với cái khuôn mặt của chúng ta. Đeo vào thì nó thực sự rất là thoải mái. Ở đây cũng có một cái phần dây rút nữa để cho các bạn có thể thắt chặt cái dây này trong trường hợp cần thiết. Và đồng thời ở bên trong hộp thì nhà sản xuất cũng sẽ tặng cho chúng ta một cái gá cài để giúp chúng ta cố định ở phía đằng sau cho cái chiếc khẩu trang này nó được chắc chắn hơn khi mà đeo lên. Về trải nghiệm thực tế thì mình đã sử dụng cái chiếc khẩu trang này trong vòng vài ngày vừa qua thì mình cảm thấy khá là hài lòng. Nó được trang bị hai quạt kép ở đây và bên cạnh đó cũng sẽ có thêm một cái cảm biến hô hấp được trang bị ở phía bên trong. Cái cảm biến hô hấp này thì nó sẽ giúp cho hai quạt này có thể tự động điều chỉnh được cái luồng không khí nó đi vào phù hợp với từng nhu cầu của mọi người. Nó sẽ có 3 mức để chúng ta lựa chọn, đó là thấp, trung và cao. Tức là nếu như mà các bạn cần một cái lượng không khí dồi dào để có thể là thở gấp trong quá trình chúng ta chạy chẳng hạn thì nó sẽ tự động nhảy lên cái mức độ là cao. Và khi mà các bạn đi bộ hoặc là hoạt động bình thường thì nó sẽ lại quay trở về một cái mức độ phù hợp.
Về cái mức sử dụng pin của chiếc khẩu trang này thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ phải phụ thuộc vào tùy từng nhu cầu sử dụng của từng người nữa. Nếu như mà các bạn cần nó hoạt động gần như là tối đa công suất, kiểu như là các bạn đeo khẩu trang khi mà chạy chẳng hạn, thì cái tần suất hoạt động của nó sẽ nhiều hơn, thì pin của nó sẽ phải tiêu hao đi nhiều hơn đúng không nào? Thì khi đó cái chiếc khẩu trang này nó sẽ có thể đáp ứng sử dụng liên tục được trong khoảng là 4 tiếng. Còn nếu như mà các bạn để ở mức thấp thì nó sẽ sử dụng rơi khoảng là 8 tiếng. Tức là cái mức dao động pin của nó ấy, theo như mình sử dụng thì nó sẽ rơi khoảng là từ 4 cho đến là 8 tiếng. Và cái thời gian sạc ở trên cái thiết bị này thì nó sẽ rơi khoảng là 2 tiếng thì nó sẽ đầy pin. Nó được sạc thông qua một cái cổng USB-C được trang bị ở phía cạnh bên phải đây. Cái cổng USB-C này bây giờ thì nó thực sự rất phổ biến rồi, và cái việc kiếm cáp sạc trong trường hợp mà chẳng may các bạn bị mất cái sợi dây ở bên trong này, nó cũng là một cái điều không quá khó khăn, và đây cũng là một điểm lợi thế của sản phẩm này. LG thì họ còn có thêm một chiếc máy khử khuẩn cho chiếc khẩu trang LG Precare này, tuy nhiên thì mình lại chưa được trải nghiệm nó nên là sẽ chưa thể chia sẻ được cho các bạn ở trong video lần này. Và đó là toàn bộ những cái trải nghiệm nhanh của bọn mình về chiếc khẩu trang LG Precare, một sản phẩm khẩu trang đến từ nhà LG, và nó có mức giá rơi vào khoảng là 3,5 triệu đồng. Một mức giá không phải là quá thấp, tuy nhiên nó sẽ đem lại cho ta một cái khả năng chống chọi lại với dịch bệnh Covid bây giờ một cách gần như là triệt để, và cái luồng không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày nó cũng sẽ tương đối là trong lành và được đảm bảo với chiếc LG Precare này. Còn không biết là các bạn cảm thấy sao về cái chiếc khẩu trang này? Với những gì mà mình đã vừa chia sẻ thì các bạn có cảm thấy rằng số tiền đó nó là xứng đáng với chiếc khẩu trang này hay không? Thì xin mời để lại ý kiến ở phía dưới comment video, chúng ta sẽ cùng bình luận thêm nhé. Video này của mình thì xin lúc tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau.